là: Bà 13, anh ấy đang học nấu món ăn Trung Quốc. Rửa sân, kể sau miên tờ chữ nghỉ chuyển giữa tôi yên tờ thủ phiền. Ở bài này chỉ nghĩ cơ rắn kế của cái lão sư tú bảo Vinh Pha Nhi. Chỉnh mở từ trên xuống. Chỉnh Bích Ngọc ạ. Vâng. Chỉnh Bích Ngọc. Nghỉ y biên tú Khan. Pha Nhi bảo. Khai sử. Cô cứ đọc theo thứ tự hay là đọc theo hình ạ? Em đọc theo thứ tự. À? Vâng. Khan Thiên Sư. Sư什么意思? Em dịch luôn ạ. À, xem tivi ạ. Tuệ. Khan Su. Đọc sách ạ. Tuệ. Suỵ chèo là đi Tuệ. ngủ. Suỵ Suỵ chèo. là ngủ ạ. Tuệ. Ta thiên khoa là gọi điện ạ, gọi điện thoại ạ. Tả Tả thiên. thiên khoa. Chua phan là ăn cơm. À, làm cơm ạ, nấu cơm ạ. Nấu cơm. Nấu cơm. Lễ xí là học ạ. Học tuệ. Học. Ở mân xế khờ vấn ti tả tiền khoa.第十三课，他在学做中国菜呢。Lesson 13. He is learning to cook Chinese food. 课文一。Text 1. 喂，你在做什么呢？我在看书呢。大卫也在看书吗？他没看书，他在学做中国菜呢。New words. Cả lớp đọc từ mới nhá. Wei, Wei, Ye, Wei, Ye, Jue xí, Jue xí, Jue xí, Jue, Xue, Proper Xue, noun. Da Wei, Ta Wei. Da Wei. Alo, bạn đang làm gì vậy? Chẩm mơ xua. Wait, 你在做什么呢？Tôi đang đọc sách. Của trai khan su David cũng đang đọc sách sao? Ta quay về trai khan su ma. Anh ấy không đọc sách, anh ấy đang học nấu món ăn Trung Quốc. Ta mấy Ta khan mấy su. su. Ta Ta trai trai xuế để chua chua Trung Quốc chung của trai trai. à? Hẳn hảo. Hảo, tiếp ở khu vấn nào. Khờ vấn 2. Text 2. 昨天上午你在做什么呢? 我在睡觉呢，你呢？ 我在家看电视呢。你喜欢看电视吗？ 我不喜欢看电视，我喜欢看电影。New words. 上午，睡觉，电视。 电视，电视，喜欢，喜欢，喜欢，睡觉。sáng hôm qua bạn đang làm gì vậy? Chúa thiên Tôi sang tôi ngủ, sang đang ngủ, nghỉ thua tai chua sầm sầm mơ ạ. đây. Rồi. Tôi đang ngủ, còn bạn thì sao? Wow, Chua wow. trai Tôi suy đang chiều sang nữa. ngủ nữa.
Tôi đang ở nhà xem tivi. Bạn có thích xem tivi không? Của trai cha xem Phan xem Thiên phim Sư nè. mình Nghệ sĩ đi xem Phan Phan Thiên Sư nè ma. rồi. Tôi không thích xem tivi, tôi thích xem phim. của bố sĩ khoan Phan Thiên Sư, của sĩ khoan Phan Thiên Diễn. Rồi, hẳn hả. Thứ ba, tại xế xiao ban công sự, trong văn phòng của trường.课文三 Text 3. 82304155，这是李老师的电话吗？不是，他的电话是82304156。好，我现在给他打电话。他在工作呢，你下午打吧。New words. 给，给打电话，打电话，打八，电话，八，八，8283041155，đây là số điện thoại của giáo viên Lý phải không? Chấm mơ xua. ba ơi, san liền sư cha vũ, chưa sư lý lão sư tơ tiên khoa ma. Rồi. Không phải. Số điện thoại của cô ấy là 823041156. Phú sư Hà tơ tiên khoa sư ba ơ san liếng sư cha ủ liệu Giao. Giao ủ liệu. giao ủ liệu Ok. Bây giờ tôi gọi điện thoại cho cô ấy. bảo của xem trai khẩy tha ta tiên khoa Cái tha tả tiên khoa. khẩy tha tạ tiên khoa Cô ấy đang làm việc. Buổi chiều bạn gọi nhé. tha trai cung chua nơ nỉ sao ta ba Tả ba. tả ba Đúng nào, bây giờ mời các bạn cái lão sư tú khơ vấn nhé. Chỉnh Ngọc Dung và Hà Bích Ngọc.喂，啊，你在做什么呢？我在看书。大威姐在看书吗？他没看书，他在学做中国菜呢。昨天上午你在做什么呢？我在睡觉呢，你呢？我在家看电视呢。你喜欢看电视吗？我不喜欢看电视，我喜欢看电影。很二好。三零四加五五，这是李老师的电话吗？不是，他的电话是83304156。好。我现在给他打电话。他在中国工作，你下午打吧。对，很好。啊，谢谢，请Hương Anh. Hương Anh đã vào lớp chưa nhỉ? Chỉnh Huyền Trang và Lily. Chỉnh Huyền Trang và Lily nhé.喂，你在做什么呢？我在看书呢，大卫也在看书吗？他没看书，他在谁说中国菜呢？昨天上午你做什么呢？你在做什么呢？我在睡觉呢，你呢？我在家看书呢。你喜欢看书吗？我不喜欢看电视，我喜欢看电影。823041155，这是李老师的电话吗？不是他的电话是823041556。好，我现在
khởi ta tiếng qua Ta trai cung chua nơ nỉ xeo ủ à, tạp à. à, cũng hảo, xin chào. Chỉnh Vương Anh có quay lại chưa nhỉ? Đây ạ. Huyền Trang nhá. Huyền Trang vừa đọc không? Minh. Mời bạn Minh và Vương Anh. Vương Anh là A, thì Minh là B, B nhá. Quầy, nghỉ chai chua sớm hơn nữa. Của trai can su nữa. Khan. Ta quay dễ trai khan su mà Qua mấy can su, ta trai suối suốt Trung Quốc trai nữa. chúa thiên sang ngủ nghỉ chai chua sớm hơn nữa. Của trai xây cha nữa, nghỉ nữa. Của trai cha khan tiên sư nữa. Nǐ xǐ huān kān diān shì mā? Wǒ bù xǐ huān kān diān shì, wǒ xǐ huān kān diān nǐ. Tan, chứ không phải tan nhé. Tan. Ba ơ san lĩnh sư giao cú ủ. Chưa sư Lý lão sư tơ tiên khoa mà. Bù sư, ta tơ tiên quay, sư ba a san lính sư giao ủ liệu. Tiên khoa. Thảo của sen trang gậy tha tả tiên khoa. Trai cung chua nơ nỉ xe ủ tạ ba Tha chạy cung chua nó. Mình đọc lại cái từ tiên khoa nhá. Mình đọc tiên khoa chưa chưa được đúng không? Mời bạn nào Minh Thư là A, Mỹ Ngọc là B. quay nỉ chai chua sớm mơ nơ tha quay duê chai khan su mạc Minh Thư quá không nghe thấy gì nhỉ? Hay là vâng không nghe gì cô ạ. đọc nhỏ quá không nghe rõ. Em đọc em cứ đọc đi nhé. Vâng. Chúa thiên sang ủ nỉ chai chua sớm mơ nơ. Ngọc ơi, Ngọc bật mic gần để gần lại xem nào. Không nghe thấy em nói luôn. Cô nghe thấy chưa ạ? Được rồi đấy. Vâng. Chơi chào nơ nỉ nơ. Ủa chai cha khăn khen sư lơ nỉ si khoan khen khen sư mạ Nghĩ xỉ khoan. sĩ lý sĩ khoan Không sĩ khoan khan tiên sư. Của sĩ khoan khan tiên giả. ba o san lính sư giao ủ ở chưa sư nỉ não sư tơ thiên thiên khoa mà Tiên khoa. thiên khoa Đúng chứ. Ta tơ tiên khoa sư ba ơ sa lý sư giao liệu. phạo phạo của thiên trai gửi tha tả thiên quả thiên quả Của hiện ta trai tại gửi tha tả tiên khoa. của thiên trai gửi tha tả thiên quả Tiên khoa thiên chứ quả không phải. ta trai công chúa nữa lý sao ủ tha bạn. Ok, vẫn hảo. Xin cảm ơn. Trình Phương Thủy sư A, Vi Thương sư B. Tập em đấy ạ. Chính Quay gì? Chai chua sầm mơ nơ. của trai khan su nè Ha wei yi chai khan su ma? tha mấy khan su tha trai xuế chua Trung Quốc cai cai nè Chai. Trung Quốc trai nè Đúng rồi, thế nào? viên sang ngủ nghỉ ngay chua sầm mơ nơ. Của trai xuế treo
睡觉呢，你呢？我恰恰看天书呢，你喜欢看天书吗？我不喜欢看电视，我喜欢看电影。对，很好。2230是，11555是，是嗯。1155，就是李老师的电话吗？电不是，话电话。是，他的电话是823011556。好，我先猜。现在给他给他打电话，打电话。打电话。他在工作呢，你小五爸爸。好，谢谢你啊。Vy Thương cũng có đọc bài mà thấy trong ghi âm thấy đọc cũng khá ổn, mà sau nay đọc ở đây lại thấy như kiểu bị sai từ tiên khoa với một số từ nhỉ? Hay là đọc nhanh quá không loát à? Tiên khoa không phải em đọc. À, Em là là gì Bi ta? ạ. Sorry em. Chỉnh Thùy Dương và Tiến Đạt ạ. Thùy Dương sư A, Tiến Đạt sư B. Thùy Dương và Tiến Đạt ạ. Vậy nghỉ tại chỗ sắp mất nữa. Ừ, thế hả? Tôi đang đọc sách nữa. 大卫也在看书吗？他没看书，他在谁做中国菜呢？嗯，很好。昨天上午你在做什么呢？我在睡觉呢，你呢？我在家看电视呢。你喜欢看电视吗？我不喜欢看电视，我喜欢看电影。OK。8230415，这是李老师的电话吗？不是，他的电话是8230-11556。好，我现在给他打电话。他在工作呢，你下午打吧。好，你们两个读得很好，谢谢啊。请光明是 A，张云是 B。喂，你在做什么呢？我在看书呢。大卫也在看书吗？他没看书，他在学做中国菜呢。很好，那各位你看，bạn Trang đọc rất昨là hay天上午你在做什么呢？哦。我在睡觉呢，你呢？我在家看电视呢。你喜欢看电视吗？我不喜欢看电视。我喜欢看电影。8230-11555，这是李老师的电话吗？不是，他的电话是8230-4156。好，我现在给他打电话。他在工作呢。你下午打吧。谢谢你们，你们读的也很好的。Mời Vi Phương, mời Vi Phương là A này, còn bạn nào chưa đọc không ạ? Còn bạn nào lớp mình chưa đọc không nhỉ? Huyền Trang đọc chưa nhỉ? Rồi ạ. Huyền Trang đọc rồi. Hết rồi à? Cô em chưa đọc. Thế mời em ạ. Mời em là Bi nhé. Vâng ạ. Chị Bích Ngọc à, mời chị Bích Ngọc là Vâng. Bi nhé. Vâng. Vậy,你在说什么呢？我在看书呢。大卫姐在看书吗？他没看书，他在学做看中国菜呢。không có chữ khan, chị đọc thừa chữ khan ạ. Tha Vâng. trai xuế Ta chua. trai sửa chua Trung của Ở trai nè. trai nữa, đúng rồi, trai. Chú thiên sang ủ, nghỉ trai chua sớm mơ nơ. Vợ trai, vợ trai, xoay treo.
nơ, nỉ nơ. Tôi tại gia khan tiên sư nơ. Nǐ xǐ huān kān tiān shì mā? Tôi không sĩ khoan khan thiên sư. Tôi Tôi sĩ không sĩ khoan quan. khan. Tôi không sĩ khoan khan thiên sư. Tôi sĩ khoan khan thiên diện. Rồi, hẳn hảo. Ba, a, san, ming, sư, yào, ủ. Chơi sư Lý lão sư tơ tiên khoa mà. Phú sự, tha tơ tiên khoa sư, ba, ơ, san, liễn, sư, trao, ủ, liệu. Thảo, gửi ta đã tiên khoa. Tha chai cung chua na, nỉ xa ủ tả ba. Bạn Huyền, của hiện tại gửi ta đã điện thoại. Tôi gửi ta đã tiên khoa. Ok, em cứ đọc chậm thôi thì nó sẽ đúng từng chữ hơn. À, đọc nhanh quá là nó sẽ dễ bị nhầm. Vâng. Xin xin ý mân. Chú sư. Khan tử vị. Từ cảm thán vị. Cái mẫu lớn tả tiên khoa hoặc giờ chia tinh phía lớn tờ tiên khoa hai thấu tờ sứ tờ tráng dung nhỉ. Đây là từ thường dùng để mở đầu khi gọi điện thoại hay trả lời điện thoại. Ví dụ, Wei, Lý lão sư tại gia mà là alo, cô giáo viên Lý có ở nhà không? Tha bú tại gia, tha chuyển xeo là cô ấy không ở nhà đi trường học rồi. Ở câu 2, câu 3 mời bạn Ngọc Dung đọc ví dụ cho cô nhé. Cái lão sư tú cho cô lý rú. Bình pha nhì. Ngọc Dung. Vậy, nỉ sư trang chào chị ma? Tuy nỉ sư. Vậy, Biết là nỉ gì? chạy chung chân nữa. Ok. Của chạy khăn su nữa. Em Phan Nhi sao nào? Phan Nhi chứng như nán gì nào? Em dịch sang tiếng Việt nào. Alo. Alo, bạn có phải là cô Trang không? Ok. Phải, bạn là ai? Đúng rồi, bạn là ý đang hỏi là bạn là ý là câu hỏi là bạn là Bạn ai á. Alo, bạn đang làm cái gì đấy? Tôi đang đọc sách. Ok, khánh hảo, xì xì. À, bây giờ mời bạn chị Bích Ngọc ạ, đặt ví dụ cho em với từ quê. Vâng. Vậy, Cái từ way này, thực tế từ gốc nó đọc là way thanh bốn, nhưng mà đại đa số người Trung Quốc thường hay dùng thành đọc thành way, way là alo ấy, người đọc thành thanh ba luôn á. Nhưng mà từ đúng của nó thì phải đọc là way. Mời chị ạ. Quay lão sư khan ủy Sư Lý lão sư ma là được, có phải cô giáo Lý không là được. vâng Rồi, không. quay sư lý lão sư ma Rồi, hẳn hảo chỉ cần là alo thôi mà, quay là alo ấy ạ. Ví dụ như là mình gọi điện thoại cho bố mẹ hay là người ngoài hay bất kỳ một người nào, hoặc mình nhận điện thoại từ người ngoài, mình đều câu đầu tiên mình đều phải nói là alo, thì cái từ quay này chính là alo đấy ạ. Câu mở đầu của cái khi nghe điện thoại. Tier Zài nơ biểu sư tung chua chân zài chinh xính là diễn tả hành động đang diễn ra. Nghĩa là bình thường mình học từ zài là có nghĩa là ở, là tại, đúng không ạ? Nhưng hôm nay mình học sẽ là diễn tả hành động đang xảy ra, là hành động tiếp diễn ạ. Tung chữ chén cha sang phụ chữ zài hoặc trở truy vệ dung dung ủy chi chu chữ nơ biểu sư tung chua chân zài chinh xính. Ví dụ kết cấu phó từ giải cộng động từ cộng trợ từ ngữ khí nơ diễn tả hành động đang diễn ra. Ví dụ của trai suy treo nè, nghĩa là tôi trai ở lúc này đang, có nghĩa là đang chứ không phải là ở nữa. Bình thường mình học là ở hay ở tại, nhưng hôm nay mình học với nghĩa là đang. Suy treo là ngủ, đang ngủ, tôi đang ngủ.
trợ từ nghĩa khí để diễn tả hành động đang diễn ra này. No. Nǐ zài zuò shénme nè? Là bạn đang làm gì? Đấy, bạn đang làm gì? Đấy. Xiǎo wáng zài xuě xí hàn yǔ, có nghĩa là tiểu vương đang học tiếng Hán. Dùng cấu trúc này là cái ủa chỉ cơ ly rú nào. Chính tiếp theo là bạn này. Bạn Hà Bích Ngọc ạ. Ballet nó. Ủa trai xuế ta lấy nó có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là tôi học múa ballet. À, ba lấy. À, ba lấy. Ballet. Ok, hân hảo. Hân hảo, xin chào nào, Trình Ngọc Dung ạ. Ngọc Dung. Ủa mama trai khăn tiên dĩ nó. Rồi, hân hảo. Trình Hương Anh ạ. Trình Hương Anh. Của trai suy xí khăn nhỉ nó. À, Trình Huyền Trang ạ. Trình Huyền Trang ạ. Của trai khan tiên sư. Tuổi của trai khan tiên sư. Tôi đang xem tivi. Trình Ly Ly. Nghỉ trai vua chẳng mơ nơ. Tuổi này trai chua sở mơ nơ. Thế em còn đặt câu khác nữa đi. Đặt câu khác nữa nào. Tôi đang ăn cơm, chấm mơ xua. Của trai chư fan nơ. Tuổi khấn mấy trại cộng động từ tung chữ chữ chủ biểu sự phủ định truy máu bù nâng dung nơ, ví dụ dạng phủ định người ta dùng là mấy trại cộng động từ không dùng nơ trong câu phủ định thì không được dùng nơ, nơ chỉ dùng trong câu khẳng định thôi nhé. Ví dụ của mấy trại fan tiền sư có nghĩa là tôi không đang xem tivi, nghĩa là tôi không đang làm gì đó. Thì ở đây câu ví dụ này có nghĩa là tôi mấy trại là không đang fan tiền sư xem tivi. Tham mấy trại cung chỗ là bọn họ đang không làm việc. Tha mấy fan su là anh ấy không không đang đọc sách hoặc là đang không đọc sách. Nào, căn cứ vào cái cấu trúc phủ định này, mời bạn Minh đặt ví dụ cho là sư nào. Của mấy sai sử sự Rồi, ủa mấy trai sử sĩ, hả? Trình Minh Thư. cơ cơ mấy trai khăn tiên sư Rồi, mấy trai khan tiên sư, em nghĩ là câu khác được không? Tôi đang không học, tôi đang không xem phim cũng được, hoặc là tôi đang không nấu cơm. của mấy trai khăn trên trên đỉnh. Rồi, hả? Trình bạn Mỹ Ngọc ạ. Trình Mỹ Ngọc ạ. Mấy trai tươi chào Ủa mấy trai gì nhỉ? Em tươi đọc lại chào được không? Chưa nghe rõ. Cô chưa nghe được rõ là của mấy trai tươi chào gì? Là khối cha hả? vâng. À khối cha à? Tôi đang không về nhà. Ok, hả cơ. Mời bạn Phương Thùy ạ. Mời Phương Thùy.
Mời bạn Thương Vi ạ. Dạ, jin tian wo mei zai chui kong shi kong shi Chuy, chuy gì nhỉ? Cung sư à? kong Cung shi sư, đúng rồi. kong shi Ồ, hẳn hảo. Chuy cung sư, ủa mấy trai chuy cung sư, tôi không đang đi làm đúng không? Tôi đang không đi làm. Hoặc ủa mấy trai sang pan là tôi đang không làm việc. Ờ, lo xì xì. Tì san, điện khoa hào mã, tờ biểu tá, cách đọc số điện thoại. Điện khoa hào mã tờ tú phả, nhủy y ban tờ su tử tờ tú phả, yếu sổ bù thúng, điện thoại hào mã yào ý vị ý vị đi đi tú, hào mã trung tờ số chữ y yào tú chứng yào. Cách đọc số điện thoại khác với các cách đọc số thông thường. Khi đọc số điện thoại, ta phải đọc từng số số một ở trong điện thoại. Đọc đọc là yào, ví dụ 08069978 là 80669793, nghĩa là đọc theo từng số một đấy. Ví dụ thứ hai, thứ ba nào. Mời mời Ngọc Dung đọc nào. Giao san ba u giao ba chiều chi liệu ơ san Rồi. ba ơ san lính sư à sư giao u liệu. À, vẫn hảo. Mời mời bạn mình bạn này Vi Thương à? Vi Thương là chưa nhỉ? Vi Thương đọc cho cô ví dụ này Vi Thương. Em Em đọc cho cô cái ví dụ này, đọc đọc cái số điện thoại này cho cô nào. ba lính liêu triệu sư chi bao Em đọc số điện thoại của em được không? điện thoại của em lính triệu sư ủ triệu ủ sư trao lính Giao lính ở Hẳn hảo. À. Rồi, hẳn hảo, xin chào. Nào, mời bạn là Thùy Dương à. Thùy Dương. Nỉ tú, nỉ tơ, sổ chi hao bà. Số bất kỳ cũng được. Số bất kỳ à? Ừ. Lính san chiều ba 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 san ba ba chiều. Vẫn hảo, xin chào. À, chỉnh Tiến Đạt nào, em đọc số điện thoại của em nào. Nghĩ tới tiên khoa không mà. Đấy, em nhớ là Rồi em đọc số bất kỳ cũng được. lính triệu giao sư ba ba triệu Ba chiều. chiều giao san san sứ San 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 sư. sư San san sư. Ok. Rất hảo. Xin chào. Nào, tỷ sư. Ngữ khí. Chú chú từ ba. Trợ từ ngữ khí ba. Ngữ khí chú từ ba. Dùng trong chính sử. Chí sử đờ. Chuyên vị 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 đờ biểu sư建议 hoặc mệnh lệnh đờ rận bia rận sử ngữ khí nhuận hòa ví dụ trợ từ ngữ khí ba được dùng ở cuối câu cầu khiến để diễn tả lời đề nghị hay mệnh lệnh làm cho câu nhẹ nhàng hơn ví dụ chờ mấy hiểu rấn chỉnh chúa bà xì xì có nghĩa là ở đây không có người mời ngồi nhỉ mời bạn ngồi xuống hoặc mời bạn ngồi nhé cảm ơn bạn xì xì xin thiên của mơn chạy treo chư phan bảo hảo nghĩa là hôm nay chúng ta ở nhà ăn cơm nhé của xin trai kể tha tả tiên khoa bây giờ tôi gọi điện thoại cho cô ấy tha cha công chua nở nghỉ xeo tả bảo bây giờ cô ấy tha đang làm việc
bạn hãy buổi chiều bạn hãy gọi lại nhé. Nào, đặt câu với từ pa nha nhỉ nhé đấy. Từ pa là nha, nhỉ nhé dùng ở cuối câu để làm cho cậu cho câu nó nhẹ nhàng hơn để diễn tả lời đề nghị hay mệnh lệnh. Mời bạn Tiến Đạt ạ. Mình chơi chung quả trai ba. Ok, hân hảo. Trình Quang Minh ạ. Dùng từ pa. Hiện tại 我们去超市 买苹果 吧. Rồi, hân hảo. Trình Trang Nguyễn ạ. Trang Dạ. Nguyễn. À, để lại ba. Nghỉ lái ba À, hân tha tấn 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 nhỉ. thao tưởng tưởng tuổi hân hảo Tha bạn tha đến bạn tha đến tha tấn nhỉ. ok tha trai tưởng nghỉ hân hảo trình Vi Phương Vi Phương Của mình truy sửa sửa xeo mà ổ mất chi sửa xeo bà đúng rồi chúng ta đi đến trường nhé hoặc là hôm nay chúng ta đi ra nhà hàng ăn nhé. Của cha cha là cảm ơn xin tiên chi chu truy chư fan bà hoặc là truy fan tiền chư fan bà hoặc là xin cha ở mân chi khơ khá phê bà có rất nhiều câu cái từ này nha nhỉ nhé rất là đơn giản và dễ dễ đọc và dễ dùng liền xí cần truy khơ vấn nơi rúng với táo quân thí trả lời câu hỏi theo nội dung bài học này. Nào trình Ngọc Dung ti y tao ti ủ nào y biên tú y biên khuế tá nào Tao quay chạy chua sớm mà nó Tao quay chạy chú phạm Chúa thiên sẵn ngủ thai chạy khăn xu mà Chúa thiên sẵn ngủ thai chạy khăn xu Tha mân tử sĩ quan khăn thiên sư mà Tha mân tử sĩ quan khăn thiên sư Lý lão sư tơ tiền khoa Khảo mã sư tùa sao tùa sao Lý lão sư tơ tiền khoa Khảo mã sư lính Lính ở giao ba san sư sư ủ Lý lão sư chai chùa sớm mơ nơ Lý lão sư chai Thủy sao Rồi, hân hảo. Phần liếu lị. Bài 5 này. Sử dụng khơ xin xuế tờ ngữ yến tiện hớ chữ ngữ mèo su thủ phiên. Sử dụng từ ngữ trong bài để mô tả hình ảnh bên dưới nào. Chính Bích Ngọc ạ. Mời chị Bích Ngọc ạ. Cô xin phép ăn cơm mấy phút nữa là xong cô ạ. À dạ vâng. Thế chính bạn Hà Bích Ngọc ạ. Anh trai cha Mama trai Chú Phạm Rồi, Tha hân mạng Tha mấy khan su Tha khan tiên sử Trai hảo. khan Tha mấy công dụ Tha trai sủy chào Xuôi chào, xuôi chào. Sủy chào Rồi, hân hảo. Xì xì. Kinh yên. San yin qie zi yu de sheng jiao da pei. E sheng yin qie hai tou, sự kết hợp thanh điệu của từ có ba âm tiết hai bắt đầu bằng âm tiết mang thanh hai. Ví dụ như là thanh hai cộng thanh một cộng thanh một này. Yến chiêu sheng nghĩa là nghiên cứu sinh. Âm Hán Việt là nghiên cứu sinh mà, thế tiếng Việt cũng là nghiên cứu sinh. Hán cang chín Cang chín là cái đàn dương cầm, thán là chơi đàn. Cô gửi cái âm Hán Việt vào cho các bạn nhé. Đi san này, thú su quản là đồ thư viện à, đồ đồ thư quán là thư viện. Thú su quản là thư viện các bạn nhé. Thán Cang chín mình chưa. Thán Cang chín là đại cương cầm nhé. Đại cương cầm là chơi dương cầm.
维生素là vitamin, tiếng âm Hán Việt là duy sinh tố, tiếp này, Yến kháng cha, Yến kháng là ngân hàng, Yến kháng cha là chủ ngân hàng, âm Hán Việt là ngân hành gia, ngân hành gia, cha là gia, Yến kháng là ngân hàng. Hán Quốc Rấn là Hàn Quốc nhân, là người Hàn Quốc. Hán Quốc Nhủy là Hàn Quốc ngữ, là tiếng Hàn Quốc. Rấn Mín Pị là nhân dân tệ, nghĩa tiếng Việt cũng là nhân dân tệ. Rấn Mín Pị. Ý cơ rồi mình bị tổng ý san tiến ủ tờ như đán tuần, có nghĩa là một nhân dân tệ bằng với lại 3,5 Việt Nam đồng. Rấn miến tị là nhân dân tệ, một nhân dân tệ bằng với lại một khoai một vía nha các bạn ạ. Yếu dụng y, yếu dụng là bơi, yếu dụng y là đồ bơi, quần áo bơi, y là quần áo, yếu dụng y là đồ bơi. Âm Hán Việt là du vịnh y, du vịnh y. Yếu dụng chứ là du vịnh trì là hồ bơi, trì là chứ là hồ bơi, chứ là cái ao hồ ấy. Yếu dụng chứ là hồ bơi. Yếu dụng quản là du vịnh quán, nghĩa tiếng Việt là bể bơi. Nếu trải khu là cái quần jean, quần bò ấy. Âm Hán Việt là ngưu từ khổ, ngưu ngưu từ khổ, khổ ngưu từ khổ. Nếu trải khu là quần bò ấy. Múa sư sư là nhà ảo thuật, múa sư sư là ma thuật sư. Ma thuật sư, âm tiếng Việt nghĩa là nhà ảo thuật. Phú ủ yến là phục vụ viên, phục vụ viên tiếng Việt là nhân viên phục vụ ấy. Bố ủ quản là bác vật quán, có nghĩa là bảo tàng. Bố ủ quản là bảo tàng, viện bảo tàng. Mình xin phiền là minh tinh phiến, là nghĩa tiếng Việt là bưu thiếp. Của mình y bên thinh, y bên cân tú vào. Các bạn三mình音nghe,节词语的我声đọc调theo搭吧配，二声音节开头。Tone collocation in trisyllabic words. 2. Words starting with a second tone syllable. 研究生弹钢琴，các bạn跟老师一起读吧。图书馆，维生素，银行家，银行家，韩国人，韩国语，韩国语，人民币。人民币，游泳衣，游泳衣，游泳池，游泳池，游泳馆，游泳馆，牛仔裤，牛仔裤，魔术师，魔术师。
服务员, 服务员, 博物馆, 博物馆, 明信片, 明信片, 看字, 认识读体字, làm quen với chữ đơn này, rư, rư là bộ nhật, còn nghĩa là ngày này, vừa là chữ ngày vừa là chữ nhật, vừa là hình vẽ mặt trời, nghĩa gốc của nó là mặt trời. Mình mân cân của Tú vào. Rư. Lớp cùng đọc theo cô nhé. Mu. Mu. Các bạn có nhìn thấy cái chữ mu này nó khác chữ rư ở gì không ạ? Là bên trong nó có hai gạch, còn chữ rư là chỉ bên trong có một gạch này. Bên trong một gạch là chữ rư, hai gạch thì là chữ mu. Mu là mắt ấy. Mu là bộ mục mắt ấy. Xí. Bộ rư thường liên quan đến thời gian. Ví dụ này, mính trong từ mính thiên ấy. Mính thiên là hôm sau, là tới. Sứ. Sứ trong từ sứ thiên hoặc là sứ hậu là chỉ thời gian và là khi. Mù. Bộ mù thường liên quan đến đôi mắt. Ví dụ, yển. Yển trong từ yển chinh là mắt. Xuê trong từ xuê chẹo là ngủ. À, nhìn mân cân của Tú vào. Mí. Sứ. Sứ. Yển. Xuê. Xuê. Ok. Nhìn dung. Ghép thành lãng cơ đoán y chủ dùng chúa thiên tiện của chạy nó su su tự chỉ chúa thiên đầu của tụng. Các bạn hãy sử dụng cái cấu trúc cặp là chúa thiên mấy giờ này, của chạy đang làm gì này, của chạy là đang làm gì để nói về hoạt động của mình trong ngày hôm qua. Ví dụ này, chúa thiên xiao ú tiện là chiều hôm qua lúc 5 giờ. Nǐ zài zuò shěmě nè? Là bạn đang làm gì vậy? Chúa thiên xiao ú tiện. Wǒ zài xuě xí nè? Là chiều hôm qua 5 giờ tôi đang học bài. Tương tự như cái ví dụ này, các bạn hãy lấy ví dụ, đặt ví dụ cho cô dùng cái cấu, dùng cái từ cho sẵn ở trong cái ô này, là nói về hôm qua này, mấy giờ này, buổi sáng hay buổi chiều này, mấy giờ này, và đang ăn cơm hay là đang mãi tung si hay là đang khan tiên sự. À, Trình Bích Ngọc ạ, Trình Bích Ngọc ăn trong chưa ạ? Rồi cô ạ. Rồi, chính nghỉ. Chỉ cơ lì rú dùng chư phản. Câu mẫu đây ạ. Vâng ạ. Chúa thiên Chúa thiên xeo ủ pa pa thiện nỉ chai chua sần ma nè. Chúa thiên xeo ủ pa thiện của chai chư phản nè. Ok. Để em sửa cho cô, cho chị nhé. Là ba tiễn chứ không phải ba thiển nhá. Tiễn là tờ chứ không phải thờ ạ. Cái thứ hai nữa là 8 giờ tối thì mình nên dùng từ quả sang là buổi tối ạ, không nên dùng từ xiao ủ nữa vì xiao ủ là buổi chiều. Vâng, okay. Vâng, cảm ơn cô. Xin chào. Chính Hà Bích Ngọc. Chính Hà Bích Ngọc. Hà Bích Ngọc đâu rồi? Hà Lê. Chị Hà Lê. Chị Hà Lê hay là Huyền đấy nhỉ? Thôi. Trình Hương Anh ạ. Mình thiên sao ủ tẻn. Nỉ trai chưa sớm mơ nơ. Mình thiên sao ủ tẻn. Nỉ trai khan tiên sư nơ. Rồi, rất hảo. Xin chào. Xin Huyền Trang ạ. Chúa thiên sao ngủ chi tiền. Nghỉ chai chua sửa mà nè. Chúa thiên sao ngủ chi tiền. Của chai yếu dũng. Rất hảo.
游泳，请丽丽。明天昨晚天，上。mình đang miêu tả về hành động của ngày hôm qua, hoạt động của ngày hôm qua, Hôm số qua tiên. Rúa thiên quảng sang chiếu tiện nỉ chạy rua sở ma rúa thiên quảng sang chiếu chiếu tiện của chai xuế xeo nơ Quản sang hay hãng quản gia sẽ xeo à? Sẽ xuôi treo chứ. vâng chai xuế xeo nơ Ok, chơi treo, hẳn hảo. Chúa Thiên nhá. Lily đọc chữ Chúa Thiên chưa chính xác lắm. Chúa Thiên. Chúa Thiên. Rồi, ok. Mời bạn Minh đặt câu với từ tiên khoa này hoặc là mãi tông si này. Minh chính A Mính nào. Chỉnh Minh Thư ạ. Hôm nay ạ. Chỉ nhỉ. Chúa Thiên sứ ở thiên nghỉ chay ở chùa sớm lâu Chúa Thiên sứ ở thiên thiên chân chân chay chuẩn bị phan Ok, phần hả? Chúa Thiên sứ ở tiễn nhá. Tiễn chứ không phải thiền nhá. tiện vâng Lớp mình có một số bạn hay đồng nhầm thành thờ nhỉ. Hả lơ. Giáo chủ Hứa Tùng là viết tên này và số điện thoại của các bạn này. Ví dụ này, xẻo quáng này, số điện thoại là tương lai. Bây giờ mời này thì mời bạn Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc nào. Dạ. Nì Ni ni xie ni de ni de shou qi hao ba. Ni du ni de shou qi hao. Ni de shou qi hao shi duo shao? 09 0963 99 556 Ok. Hen hao. Trình Bận Phương. Trình Bận Phương ạ. A Phang. Là số điện thoại à? Đúng rồi. Em đọc số điện thoại của em nào. Em biết là đọc không? 09 0945 9954 giao lính o Thân hảo, xin chào. Các bạn về tự đọc số điện thoại của mình nhé. Và số điện thoại của người thân nhé, bằng tiếng Trung nhé. Hảo lâu ở mân, tả khai. Chắc về tập nhé. Ta chạy xuế chua Trung Quốc chạy nơ. Thinh ly. Đi y đào đi ủ thí thinh chứ hoặc giờ đoán nghỉ phan đoan tôi chua. Xin thưa bà.第十三课，他在学做中国菜呢。Lesson 13.
He is learning to cook Chinese food. 一, 听力. 1. Listening. 第一部分. Part 1. 第1到5题. 听词或短语, 判断对错. Questions 1 to 5. Listen to the words or phrases and decide whether the pictures are right or wrong based on what you hear. 例如, Example 很高兴 Very happy 看电影 To see a movie. E. 睡觉. 睡觉. 睡觉是什么? 睡觉是? 午。对，很好。 二. 吃饭. 吃饭. 吃饭是什么? 安哥。安哥。 对，安哥。 三. 看电视. 看电视 看电视是什么? CCTV 对 4. 工作 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 是什么? 对,làm việc hoặc là công việc cái này vừa là danh từ là công việc còn động từ là làm việc 5. 下雨 下雨 下雨是什么? 下雨,那么,对。 第二部分 Part 2 第6到10题 听对话,选择与对话内容一致的图片 Questions 6 to 10 Listen to the dialogues and choose the right picture for each dialogue you hear. 例如 Example 你好 How do you do? 你好,很高兴认识你 How do you do? Nice to meet you. 六, 你昨天上午9点在做什么呢? 我在睡觉呢。六, 你昨天上午9点在做什么呢? 我在睡觉呢。 Bạn sáng hôm qua 9 giờ làm gì, đang làm gì đúng không? Tôi đang làm gì nhỉ? Tôi đang ngủ. 7. Tôi đang ngủ. 对. 小猫在哪儿? 小猫在椅子上面. 7. 小猫在哪儿? 小猫在椅子上面. Con mèo ở đâu? Con mèo ở đâu nhỉ? Con ghế đang ở trên bàn. 对, ở trên cái ghế. 椅子 là cái ghế. Chua sự mới là cái bàn. 8. 你喜欢做饭吗? 很喜欢. 我在学习做中国菜. 8. 你喜欢做饭吗? 很喜欢. 我在学习做中国菜. Bạn thích nấu cơm không? Rất thích. Tôi đang học. Đang học cái gì nhỉ? Tôi đang học nấu món ăn Trung Quốc. Rồi. 9. 你在做什么呢? 我和朋友在家看电视呢. 9. 你在做什么呢? 我和朋友在家看电视呢.
Bạn đang làm gì vậy? Tôi và bạn đang ở nhà. Ở nhà làm gì nhỉ? Xem tivi đúng không? Sì. 喂，小明在吗？他在打电话呢，你是谁？十。喂，小明在吗？他在打电话呢，你是谁？Alo, Tiểu Minh có ở đó không? Cậu ấy đang gọi điện thoại. Nghĩ sẽ sấy. Bạn là ai? Đi sân bộ phận. Part 3. Đi 11 到 15 thí. Thính chữ zi, hồi đá vấn thí. Questions 11 to 15. Listen to the sentences and answer the questions. 例如, Example. 下午我去商店，我想买一些水果。I'm going to the store this afternoon. I want to buy some fruit. 她下午去哪里? Where is she going this afternoon? Shi. Buổi chiều, tôi và bạn ở trong nhà uống gì nhỉ? Khơ chá là gì ạ? Uống trà. Rồi. 12. 今天天气不好，我们在家吃饭吧。 今天天气怎么样? 12. 今天天气不好，我们在家吃饭吧。今天天气怎么样? 今天天气不好, đúng không? Hôm nay thời tiết không tốt. Shi 13. 8830-2755 是张老师的电话。张老师的电话是多少? 13. 8830-2755 是张老师的电话。张老师的电话是多少? 8830-2755 là số điện thoại của giáo viên Trương. Hỏi số điện thoại của giáo viên Trương sư tua sáo nào. 14. Trang lão sư tơ điện thoại hao sư tua sáo à? Ba 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 san lin er qi wu wu. 我没看电视，我在学习呢。 他在做什么呢? 14. 我没看电视，我在学习呢。他在做什么呢? 他在学习。学习 em 呀。啊，学习很好。15. 他没在打电话，他在睡觉呢。 他在做什么呢? 15. 他没在打电话，他在睡觉呢。 他在做什么呢? 他在睡觉呢。他在睡觉呢。 Cái câu này mới là suy treo đây.
Câu 16 đến 20 nào. Mời một bạn đọc câu này. Phương Thùy à? Mời Phương Thùy vừa đọc vừa dịch cho cô nào. Phương Thùy. Phương Thùy trai mà. Mời bạn Thùy Dương ạ. Sủi Sủi là gì? Rồi. nước chai thức ăn Rồi. sheo trường học Rồi. cha nhà tiền Rồi. nào máy tính Rồi, hoàn hảo. Ở xí tao ở số nè, xin tiến đạt. Ở số y tao ở Hôm san chính nghỉ à? mình truy nợ sư văn chai chia chưa ba là hôm nay chúng ta đi ăn ở đâu, chúng ta về nhà ăn Rồi, ở ăn nhà. ở nhà. Chai là ở. Chai chia sư là ăn ở nhà. Chúa tiên xe ngủ mì chai chia chua sớm nơ của hứa phấn nhậu chai than su nơ chiều hôm qua bạn ở nhà làm gì? Rồi. Tôi và bạn bạn tôi ở nhà xem phim. Đâu đâu xem phim đâu B Hàn Su ai can sự đọc sách ạ? Nhầm. ok ơ rồi xem Ní sĩ khoan khơ chá ma. Ủa sĩ khoan khơ sợi là bạn có ok thích uống trà không? Là không, tôi thích uống nước. rồi hắn hỏi xe xe 24 25 chỉnh chỉnh Quang Minh Quang Minh Jin tian tian qi zen me yang? Nó là cái đáp án A ấy ạ. Rồi à trai Dai sau dai chai yu na. xa nhỉ Chai yu na. rồi chứ sao mấy sư Nǐ zài kàn diànshì ma? Wǒ měi kàn diànshì, wǒ zài xuèxí na. em dịch nhá nào phan y chứng Việt Nam gửi tới cái lão sư Bây giờ thời tiết thế nào? không À phải bây bây giờ giờ xin thiên là à hôm nay rồi hôm nay thời tiết thế nào? Hôm rồi nay bây giờ chiều mưa đâu chiều không phải chiều đâu xa nhỉ là mưa đó xa à nhỉ là đang bây giờ đang mưa ạ. tuổi đang mưa Bạn đang xem tivi à? đúng không Tôi không xem tivi, tôi đang học. ok hẳn hảo Xin Ơ sứ liêu Ơ sứ chi Chỉnh Trang Nguyễn ạ Dạ. Ủa trai tả tiên khoa nữa. Tôi đang gọi điện thoại. Rồi Ba bà mấy khan tiên sư tha trai cung chuôn à? Bố không xem tivi, ông ấy đang làm việc. 28 nào. Ủa cha tờ cháu cậu trai chư phan nữa. Rồi. Con chó nhà tôi, chú chó nhà tôi đang ăn ăn cơm ạ. Rồi, hẳn hảo. 29 30 chỉnh một phần nãy Vi Phương à? Vi Phương. Đâu rồi? Vi Phương à? À, Phương đổi tên à? Ok, mời mời Vi Phương. Vi Phương trai mà. Chính Bích Ngọc ạ. Ồ, đây em đây. À đây à? Lựa chọn thế em. Không, Ừ. em tưởng bấm bấm rồi. Không. Mời em nào. Trung Quốc sai phấn khảo chưa? Tổ mân chua Trung Quốc sai làm món ăn Trung Quốc rất là ngon. Em Dịch điền cái chữ gì? Điền chữ gì đây nhỉ? Điền từ vào chỗ trống này. bà Tuổi pa là gì? Món ăn Trung Quốc rất là rất là ngon.
Rồi, chúng ta. Chúng ta làm món ăn Trung Quốc nhỉ? Rồi, hẳn hảo. Nào, sang xứ. Của khuê sửa khăn chư. Của mama trẻ khuê sửa khăn chư. Rồi. Tôi không biết viết hán tự. Mẹ tôi cũng không biết được hán tự. Đâu, đây là biết chứ, không phải không biết đâu. Của khuê là biết À, mà. biết biết biết. Ừ. Khan chữ nhé. Vâng. Khan chữ. Rồi, vẫn còn này. 31, 32 nào. Mời Bích Ngọc ạ. Mời chị Bích Ngọc. Vâng ạ. Của sản xế xí chua chung của chai. Cười. Tôi thích học nấu món ăn Trung Quốc. Cười. Của mấy ẩu nỉ tơ thiên khoa. Tôi không có điện thoại. Tôi không có điện thoại của bạn. Cười. À. Câu 33 mời chị ạ. Của Phú sĩ khoan khan thiên dẫn. Tôi không thích xem phim. Rồi. 34 35 mời Ngọc Dung à. Hỏi xuống thiên xạ 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 ủ sư tiến trại giá khăn thiên sư nào. Tôi buổi chiều ngày hôm qua lúc 4 giờ ở nhà xem tivi. Bộ quay sẽ hạn chế của khẩn sáng thuế. Tôi không biết đến chữ Hán, tôi rất muốn học. Ok, vẫn hảo. Xin chào. Nào, nghỉ in. Múa thua chưa là xe máy ấy, các bạn ạ. Múa thua chưa, các bạn ghi từ mới vào để học từ mới nhé. Biết từ mới mỗi cạnh mỗi từ một dòng. Múa thua chưa là xe máy. Cô gửi cái từ mới, dị nghĩa của từ mới vào trong nhóm cho lớp mình rồi nhé. Múa thua chưa âm Hán Việt là ma, thác xa là xe máy này. Yến chiêu sinh là nghiên cứu sinh, nghĩa tiếng Việt cũng là nghiên cứu sinh. Yến chiêu sủa là nghiên cứu, sở là phòng nghiên cứu. Yến chiêu là nghiên cứu này. Yến chiêu sủa là phòng nghiên cứu. Phú u sơn là phục vụ sinh, là nhân viên phục vụ ấy. Phú u là phục vụ sơn, phú u sơn là phục vụ sinh, nghĩa là nhân viên phục vụ. Người ta hay gọi là phú u yến chứ không thường gọi là phú u sơn. Ví dụ như đến nhà hàng, ví dụ gọi nhân viên phục vụ ra thì người ta gọi là phú yến, là gọi gọi nhân viên phục vụ ơi đấy. Quốc khánh chiết là quốc khánh tiết, nghĩa là ngày lễ quốc khánh. Quốc khánh chiết mùng 2 tháng 9 sự Việt Nam tờ quốc khánh chiết là mùng 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của Việt Nam. Phú u yến đây này, từ phú u yến đây là nhân viên phục vụ này. Phục vụ viên này là người phục vụ này. Phú chiên tứ là bất kiến đắc, âm Hán Việt là bất kiến đắc, nghĩa tiếng Việt là không gặp được. Phú nại phán là bất nại phiền, là sốt ruột, là rất là lo lắng sốt ruột đấy. Phú yao chín là bất yếu khẩn, là nghĩa là không không sao, đừng vội. Ví dụ như là mình đang vội vội cái gì, cái dục dục ấy, thì cái người còn lại nhìn thấy như thế bảo là chứ Phú yao chín phang xin, đừng có vội, không sao đâu. Liên suy truy, liên suy truy là liên tục kịch, nghĩa là phim dài tập ấy. Liên suy là liên tục ấy, nối tiếp nhau ấy. Truy là kịch, là phim dài tập. Khán của rấn là Hàn Quốc nhân, người Hàn Quốc. Mình xin phiền là bất minh tín phiến là bưu thiếp. Mình xin phiền người ta hay gọi là mình phiền thôi, không cần chữ xin nữa. Ví dụ như cái card visit thì người ta hay gọi là mình phiền, mình kêu ở tâm mì tâm mình phiền bảo, hoặc là ní hiểu mình phiền mà là bạn có card visit không. Mình xin phiền chính là mình phiền, người ta hay gọi tắt là mình phiền. Lái xuế xẹo là
bạch nhan sắc đó. Nhưng mà là đến trường, lai học liệu là đến trường, lai xuế xẹo, phái yến sợ là bạch nhan sắc là màu trắng, phái yến sợ hoặc là người ta gọi tắt thành phái sợ, bỏ chữ yến này đi, phái sợ để thêm chữ yến này nó bị dài. Phái sợ là màu trắng, là quáng sợ là màu vàng ấy, người ta không thêm từ yến đằng đằng ở giữa này nữa. Lán chiếu trảng là minh, nghĩa là cái sân sân đá bóng ấy, sân đánh sân đá bóng ấy. Lán chiếu là bóng rổ, lán chiếu trảng là sân bóng rổ ấy. Lam cầu trường, lam cầu trường là sân bóng rổ. Của mình y biên thiên y biên cân tú vào. San yu yin. 3. Pronunciation. Các bạn vừa nghe băng vừa đọc theo nhé. Bộ phận. Part 1. Đề 1 đến 5 题. Thính lụ yin. Chúng thính đạo đề 3 cái chữ yu chung. Xuyên chú sáng điệu mô sư bù thống đề 1 cái. Questions 1 to 5. Listen to the recording. Among the three words and phrases you hear, mark the one that has a different tone pattern. 一, A, 摩托车. 摩托车. B, 研究生. 研究生. C, 研究所. 研究所. 二, A, 服务生. B. 服务生. 国庆节. 国庆节. C. 服务员. 服务员. 三, A. 不见得. 不见得. B. 不耐烦. 不耐烦. C. 不要紧. 不要紧. 四, A. 连续剧. 连续剧. B. 韩国人. 韩国人. C. 明信片. 明信片. 五, A. 俩学校. B. 俩学校. 白颜色. 白颜色. C. 篮球场. 篮球场. 第六到第十题，听录音，画出，剧中你听到的三女音节的子女。第二部分 ，Part Two。第六到十题，听录音，画出句中你听到的三音节词语。Questions 6 to 10. Listen to the recording and underline the trisyllabic words and phrases in the sentences you hear. 六，我每天下午在图书馆学习。七，妈妈昨天买了一条牛仔裤。八，你好，我想换人民币。九，服务员，我要两杯咖啡。十，他和哥哥都喜欢参观博物馆。啊，够少够白呢，没搞领导呢。没搞领导呢。
Giờ đến Hà Bích Ngọc phải không nhỉ? Mời Vâng. Hà, mời Hà Bích Ngọc nào, em đọc câu 6 câu 7 nào. Vâng. Đọc vào Phan Nhi nhá, đọc và dịch cho cô nhé. Vâng. 我每天下午在图书馆学习. Mấy thiên chứ không phải là ủa, không phải là ủa mấy thiên nhá. Ủa mấy thiên. Thanh ra thứ nhất mẹ phải đọc thành thanh hai nhá. Vâng. 我每天下午在图书馆学习. Mỗi buổi chiều tôi đến thư viện để đọc sách, để Không, học. người học đúng rồi. Buổi chiều hàng ngày, mỗi thiên là hàng ngày. Buổi chiều hàng ngày tôi ở thư viện học tập, học bài. Vâng, Bảy. tôi bảo là mama 昨天买了一条牛仔裤。Giải khu. Mama, chúa妈thiên妈昨天mải lớp买了y theo nếu giải khu.一条牛仔裤。Rồi, nghỉ Phan Nhi bảo. Mẹ tôi hôm qua mua một cái nhiều giải cứu gì Quần bò, quần jean á. còn quần bò quần jean. Xì xì. Nhưng mà chỉnh chỉnh Hương Anh ạ. Chỉnh Hương Anh. Chính hảo, của sẽ khoan rồi mình đi. Chưa Dịch xuống ơi. luôn đúng không? Em dịch đi ạ. Xin Xin chào chào, ạ. tôi Tôi muốn muốn đổi. đổi Khoan nhân là đổi. tiền Rồi. nhân Rồi. Khoan. Khoan đây có nghĩa là đổi tiền đấy. Khoan chiến là đổi tiền. Khoan RMB là đổi nhân dân tệ. tệ. Vâng, câu Rồi. 9. Câu 9 ạ. Phục vụ viên của giao lẻ bay cà phê. Phục vụ, tôi muốn một cốc cà phê. Cho Rồi. tôi một cốc cà phê. Không, đây là hai mà. Hai cốc cà phê. Rồi. Câu 10 em. Cô cười. Tha hứa cứ cưa tâu chỉ khoan can quan. Bỏ u quản. Chan quan. Chan quan bỏ u quản. Đúng rồi. Anh ấy. Cô ấy và anh Anh trai ấy. tôi. Anh ấy mà. Anh ấy. Và anh trai. Anh trai tôi. Không có tôi, không có tôi nhé. Anh Anh ấy và anh trai. trai. Đúng rồi. Đều. Đều Tâu. thích. Đúng rồi. Tham quan. Tham quan bảo tàng. Rồi, tham quan bảo tàng. Hẳn hả? Cái từ tâu này là đều này. Sàn quan là tham quan. Nghĩa tiếng Việt cũng là tham quan nhé. Các chữ Hán có hình dạng giống nhau. Hãy xem và so sánh chúng. Đây. Từ cung. Từ cung này là từ công. Công có nghĩa là cung chua đấy. Là hoặc là cung rấn. Cung chua là làm việc. Cung rấn là công nhân. Nhưng mà cái chữ gạch ngang này mà kéo lên trên thành từ can. Can có nghĩa là làm đấy. Bằng với từ chua. Can khố là làm việc. Can khố. Đó. Can này có nghĩa là làm. Đấy. Từ can này có nghĩa là làm. Can khố là làm việc kiếm sống. Mà ở đây có nghĩa là không đúng không? Đây là bộ khẩu này. Đằng trước là bộ khẩu, đằng sau là bộ mã này. Bộ mã là ngựa thì giống nhau này. Nhưng mà đằng trước có bộ khẩu này là chữ ma là để hỏi này. Còn bộ nữ đứng trước là mẹ. Các bạn biết cẩn thận không nhầm nhé. Xem chữ Hán và tìm chỗ có những bộ bên dưới như này.
Ví dụ như bộ rư. Bộ rư là bộ Nhật này. Bộ Nhật thì có chữ mí này, sứ này, chúa và quản này. Thế còn bộ mục là những chữ chơ, chinh, suy, suy, diễn. Cái viết chữ Hán. Cái này các bạn vào viết vào quyển tập viết chữ Hán các bạn nhé. Đó là bây giờ chúng mình mở giáo án nào. Mở giáo án bài 14 nhé. Tỷ sứ sư cơ. Ta mãi lơ bù sảo y phu. Y phu là cô ấy mua không ít quần áo. Như vậy. Mình nhảy vào đây này. Cô ấy mua không ít quần áo. Mua không ít quần áo có nghĩa là mua nhiều quần áo đấy. Tha mãi lơ bù sảo y phu. Nào, sơn xứ. Tung xì. Tung xì là âm Hán Việt là đông tây. Tung là hướng đông này, xì là hướng tây này. Tung xì là đông tây, nhưng mà khi đi với nhau là đọc thành tung xì này, thanh thứ hai là thanh nhẹ ấy, thì nó sẽ có nghĩa là đồ đạc hay là đồ hay là thứ. Ví dụ như là tôi đi siêu thị mãi tung xì là tôi đi mua đồ, tôi đi siêu thị để mua đồ này, hoặc tôi đi chợ để mua đồ, là ý chỉ cái đồ chung chung, không không phải là một cái danh từ cụ thể nào đấy, mà nó là từ từ chung chung thôi, từ chỉ chung ấy, không nói rõ là một một cái việc, một cái vật gì cả. Ví dụ như là bạn đi đâu đấy, tôi đi lấy ít đồ. Đó. Mình không muốn nói thẳng ra là cái gì thì mình nói là tung xì. Ví dụ này, 我下午去超市买东西, là buổi chiều tôi đi siêu thị mua đồ, đúng không ạ? Nghỉ mân cân của Tú vào. Tung xì. Tung xì. 我下午去超市 买东西。我下午去超市买东西。很好。啊，mời bạn nào. Bạn nào rồi? Mời bạn mời gọi đến ai? Quang Minh đi. Mời bạn Quang Minh nào. Đặt câu ví dụ với từ tung xỉ.今天呢，我去超市买东西。Đó. Thế thì em đặt ví dụ khác được không? Bạn tôi về nhà lấy ít đồ chẳng mà xua. Ủa? À, Ủa? Về nhà. Quấy cha.我回家, Ná. Ná ná tung xỉ. Ná ná là tung lấy á. xì, Đúng rồi, ná tung vừa xỉ. quay cha ná tung xì. Ok, hẳn hảo. Trình Thùy Dương ạ. Chúa thiên của mama mãi tung xỉ. Ok, hẳn hảo. Tiếp nào. Y điểm là nhất điểm, nhi là một chút. Ví dụ như là tôi thấy cay y điểm. Ủa chế tớ y điểm la. Ví dụ này. Nì chứ y điểm sai bà. Khấn hảo chứ. Là bạn ăn một chút thức ăn nhé. Y tiện sai bảo là một chút thức ăn nhé. Rất là ngon. Từ y tiện này là bộ nhất này. Tiện là dưới là bộ hỏa này. Trên là bộ chiếm này. Dưới là bộ hỏa. Cuối cùng là bộ nhi là cong lưỡi. Đọc thành chữ R cong lưỡi ạ. Cả lớp cân của Tú vào. Y tiện.
你吃一点儿摘吧，很好吃。À, câu này mời các bạn mời Tiến Đạt đọc ví dụ nào. Tiến Đạt. Mời Trang Nguyễn ạ.你等一下，我回家拿一点的东西。Rồi,很好. Nãy一点东西. Bạn chờ một chút, tôi về nhà lấy một chút đồ đúng không? Rất hảo. Trình Thùy Dương. Nghỉ chứ一点水果。OK,很好。你吃一点水果吧。请凤腿呀、啊。Phương Thủy nãy giờ đi đâu không thấy trả lời. Em đây ạ. Thế à, em đi đâu mà giờ mới quay về hả? Em chưa nghĩ ra cô ạ. Cái gì nhỉ? Em bảo là bạn gì nhỉ? Bạn ăn một chút đi hoặc bạn uống một chút đi. Bạn uống một chút đi. Mình chưa in thiện cơ cơ bà Bạn bạn ăn một chút cơm đi cũng được. mình chưa in thiện là chưa phân ba Nghỉ trưa y tiền phan bảo là bạn ăn một chút cơm nhé. Nghỉ trưa y tiền phan bảo. mình chưa in thiện phân bà OK. Nào, xin chào. Nào, Trình Vạn Phương ạ. Phương.我做一点工作。OK, đúng rồi. Mì chui,我做一点工作。很好。Mời Mỹ Ngọc.留了一间钱。Cái gì nhỉ? Cô chưa nghe rõ. Để nghe chuyện. Em để gần mic vào được không? Liều y tiên chỉ không nghe đâu rồi. Nghe tốt hơn một chút nhưng vẫn không rõ lắm. Liếu cái gì y thiên? Liếu cái gì nhỉ? Liếu Liều liếu y tiến y triều được tiên đúng không? chỉ À, liếu y tiến triều đúng không? Nghĩa là để lại một chút rượu ấy đúng không? Có phải như vậy không? OK cũng được, vẫn hảo. Hoặc là bạn lấy cho tôi bạn cho tôi một ít ít rượu hoặc là hãy mang 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 một chút rượu đến cho tôi. Nghỉ lái y tiền y tiến chiều cái ủa bà. Nào, chúng ta sang từ thứ ba nào. Pín của âm Hán Việt là bình quả, nghĩa là quả táo. Người Trung Quốc người ta gọi đây là quả bình an á. Vì pín trong từ pín an là bình an. Còn của là quả, quả bình an. Hay gọi là quả táo đấy ạ. Trên là bộ thảo này. Dưới là bộ bình này. Chữ của này, đây là bộ điền này. Trên là bộ điền này, dưới là bộ mộc này. Mộc là cây ấy. Điền là ruộng ấy. Chờ sự chinh khẩu pín của. Cha cớ cao khở. Khở sự khẩn hảo chứ. Đây là quả táo nhập khẩu giá cao. Cao là gì ạ? Giá thì cao nhưng khở sự là nhưng mà các bạn nhé. Khở sự là nhưng mà. Khở sự chính là nhưng mà đấy ạ. Cách đọc như này. Khấn hảo chứ là nhưng mà rất ngon. Đây là quả táo nhập khẩu, giá thì cao nhưng mà rất ngon. Nào, nhìn bên cân của Tú bà. Chờ sự chinh khẩu pín của.这是进口苹果，Cha cớ cao.价格高，
可是很好吃。好，很好。Mời Minh Thư nào. Ủa, Minh Thư giờ hình giờ mới đứng thấy nhỉ? Minh Thư mời em đặt ví dụ với từ phím của nhé. Dạ vâng. Của. Để em nghĩ quả. Quả táo ấy, phím của là quả táo đấy. Vâng. Của tôi cửa hàng. Của dầu cưa phím của. Ok, tôi có một quả táo. Ok, khán hảo. Minh Thư nay vào muộn à? À không, em vào trong lớp từ đầu ạ. Ô thế sao? Thế nãy giờ sao giờ cô mới nhìn thấy tên Minh Thư nhỉ? Cô gọi em mấy lần rồi? Ờ thế à? Vâng. Ok, hảo luôn. Nào mời Lily ạ. Đặt câu với từ phím của. Nhi nâng mãi phím của cái của sĩ hoan chứ. Ok, khấn hảo. Rất sáng tạo. Nào mời Ngọc Dung. Ôi, từ đói là gì nhỉ? Đón á? Đói ạ, à, đói bụng. À, đói là ơ. Ơ. Bố khẩn ơ. Ờ, chế tơ nỉ hẳn ơ. Nỉ khơ, à, nỉ chư y tiện phính của. Ờ, à, tôi khẩn của hào. Bác. Ừ, đúng rồi. Tôi thấy bạn rất là đói, bạn ăn một chút táo đi, đúng rồi. Rất tốt. Mời Huyền Trang ạ. Bình quả hứa ly sư yên. Sư gì? Yên. Là gì? Ý yên à? À, ý yên. À, giống gì? Nhau. Là giống nhau à? Ý yên về cái gì giống nhau thì về ngoài nó khác nhau mà. Cái gì giống nhau về, ví dụ như cha cớ chẳng hạn là khác nhau đúng không? Hoặc là ý cha cớ sư ý yên đúng không? Kính của hứa lý. Quả lê gì em nói quả lê là lý nhá, không phải ly. Lý xe cờ ý yang hoặc cái gì ý yang chứ không có cái gì giống nhau thì không biết là đang nói cái gì giống nhau với em. Hả lơ của mình chi chi vào. Khan chien là nhìn thấy, khan là nhìn. Chúng mình mới học là đến từ khan là xem tivi đúng không? Khan là nhìn, là xem. Nhưng khan chien là nhìn thấy. Ví dụ, ủa khan chien tha là tôi nhìn thấy anh ta ở trong lớp. Ủa khan chien tha chai chào sư lý là tôi nhìn thấy anh ta ở trong lớp. Hoặc là ủa khan chien tha chai chào chư phan là tôi nhìn thấy anh ấy đang ăn cơm. Nào. Ví dụ này, 我在这, 你看见我吗? Là tôi đang ở đây, tôi ở đây. Bạn có nhìn thấy tôi không? 看见 là có nhìn thấy, 我吗? Nhìn thấy tôi không? À, câu này mời Bích Ngọc đọc được với lão sư ạ. Mời chị Bích Ngọc. Vâng ạ. Chứ 你看见我吗? 我在这 我在这 你看见我吗? 对 我看见呢 我看 我看见呢 我看不见呢 对 câu này nghĩ là gì ạ? Tôi ở đây, bạn có nhìn thấy tôi không? Đúng rồi. Tôi nhìn thấy, nhìn thấy. Hoặc là tôi không nhìn thấy. Tôi không nhìn thấy, đúng rồi. Người ta không gọi là ủa phú khan chiện mà người ta phải nói là ủa khan phú chiện là cái từ phụ phải đứng trước, đứng giữa của hai cái chữ khan và chữ chiện này nhá. Phụ không phải được đứng trước khan đâu nhá. Phụ phải đứng giữa khan và chiện. Ủa khan phú chiện hoặc là ủa khan phú tao nỉ hoặc là ủa khan phú chiện nỉ là tôi không nhìn thấy bạn. Còn nếu mà phụ mà đứng trước khan ấy thì là tôi không nhìn ấy. Phụ phải đứng trước, à phải đứng giữa khan và chiên, các bạn chú ý nhé. Nào cả lớp đọc ạ. Khan chiên. Khan chiên. 我在这, 你看见我吗? 我在这,
Nǐ kān jiān wǒ me? Wǒ kān jiān ne? Wǒ kān bù jiān ne? Wǒ kān bù jiān ne? Rồi. Câu này mời bạn Hà Bích Ngọc đặt ví dụ ạ. Nǐ zài nǎ? Wǒ kān bù jiān nǐ. Đúng rồi. Bạn ở đâu mà tôi không nhìn thấy bạn Khấn Hảo? Chỉnh Hương Anh. Hứa thêm của Khan Chen Nỉ Khứa Mỹ Nữ Phấn Yêu Y Chỉ Khấn Hảo. Khấn Hảo. Hôm qua tôi nhìn thấy bạn và bạn gái của bạn là đang ở bên cạnh nhau đúng không? Đang ở cùng nhau đúng không? Mời Huyền Trang ạ. Ủa khăn chiên của ba bà ma mà chai chia. Đúng rồi. Ok, Khấn Hảo. Chỉnh Ly Ly. Chúa thiên của khăn chiên nỉ nỉ khứa người bạn dậu truy hoãn. Ok, Khấn Hảo. Rồi, hôm qua tôi nhìn thấy bạn đi chơi với bạn gái đúng không? Từ khan này là đây là bộ mục này. Mục là mắt, mắt nó liên quan là nó liên quan đến những cái từ liên quan đến mắt này, là khan là xem mà xem phải dùng mắt thì đây là bộ mục. Chiên là kiến. Đây là khan chiên là khán kiến. Mời bạn Minh à. Mời bạn Minh đặt ví dụ với từ khan chiên. Minh sai mà. Rồi. Nào mời Minh ạ. Nǐ kān jiān wǒ péng yǒu mà. Ok, tôi. Nǐ kān jiān wǒ péng yǒu mà. Là bạn có nhìn thấy bạn của tôi không? Vẫn hảo. Minh trả lời hơi chậm, cứ tưởng là không không ở đấy. Nào, xiān shěng. Xiān shěng là bằng với sơ đấy. Sơ dùng tiếng Anh là sơ, là xiên sơn là ngài, là ông. Ví dụ như mình, cái từ xiên sơn là tỏ ý gọi tôn trọng, lịch sự và trang trọng khi khi gọi mà cái người đối tác của mình này, hoặc là những người mà là khách hàng của mình này, hoặc là những người lớn hơn tuổi của mình, hoặc là ở một vị trí cao hơn mình phải dùng từ xiên sơn là thưa thưa anh, hoặc là thưa ông, hoặc thưa thưa ngài, bằng với từ sở trong tiếng Anh các bạn. Ví dụ này, xiên sở, xin chua bà, xin nỉ khơ trà là tiên sinh, mời ngồi, mời mời ông uống trà. Xin chua, xin khơ trà. Cả lớp cùng con lão sư y chỉ tú bà. Xiên sở. Xiên sở, xin chua bà. Xin nhị khơ trá. Ví dụ như là Quáng xiên sởng là thưa ông Vương, là ông Vương. Hoặc là Lý xiên sởng. Hoặc là Đoàn xiên sởng là ông Nguyễn. Người ta hay dùng là thưa ông. Ví dụ như mình là gọi là thưa bác, hoặc là thưa anh, thì mình sẽ dùng từ xiên sởng. Mời Lily đặt câu với từ xiên sơn nha. Xiên sơn, xiên sơn nỉ dầu con gái là gì ạ? Nỉ ớ. Nỉ dầu nỉ ớ mấy ly. Nỉ dầu hấn mấy ly tình nỉ ớ, nghĩa là con gái rất xinh đúng không? Bạn có con gái của ông rất xinh. Ok, Khấn Hảo. Cái từ xiên sơn này nó có nhiều cách dùng nhé. Một là nói từ xiên sơn không là thưa ông hoặc là tiên sinh. Nhưng mình cũng có thể khi mà gọi cả tên họ của ông ấy ra ấy, thì mình nói họ trước này. Họ rồi mới đến. Họ rồi mới đến xiên sơn.
Đấy, ví dụ này. Đoạn Đoạn là Nguyễn ấy, Đoạn Xiên Sơn là thưa ông Nguyễn, hoặc là Hoàng Xiên Sơn là thưa ông Vương. Đấy, phải là họ này, cộng với Xiên Sơn chứ không phải Xiên Sơn đứng trước đâu nhé. Xiên Sơn là phải đứng sau ạ. Hoặc là gì nhỉ? Lý Xiên Sơn là thưa ông Lý. Được chưa? Người ta hay gọi họ chứ không hay gọi tên ra các bạn nhé. Ví dụ như họ cộng với lệ Xiên Sơn chứ không phải là tên cộng với Xiên Sơn đâu nhé. Nào mời Minh Thư ạ. Minh Thư đặt câu với từ Xiên Sơn. Minh Thư. Em đây ạ. Mời em. Em đi ạ. Xin xong. Tức là chào ông gì đấy chẳng hạn, ví dụ chào ông Vương, đơn giản thôi mà. Gặp Lý Hảo. Lý Hảo Xin Hoàng. xong Lý Hảo chứ không phải Xin sang Lý Hảo. Xin xong Lý Hảo. Hoàng. Câu cuối là gì? Ông Vương ấy. Ừ, câu từ cuối cùng của em nói là cái gì? Của quán. Là cái gì? Tiếng Việt là gì? Em đang nói từ gì nhỉ? Em nói bảo là ông Vương ấy, ông cố chào ông Vương Ừ. Chào ông ấy. Vương là xin sân cái gì? Quán xin sân nín Ừ. hảo. Quán sẽ cho điện thoại. Ừ. Chỉ thế thôi, em vừa nói từ gì sao cô không nghe rõ ấy? Em đọc từ đấy ạ. Từ À, quán Vương xin sân nín hảo, ok. ạ. Ủa sư, ví dụ như là tôi. Ủa sư Minh Xu, quán xin sân nín hảo, ủa sư Minh Xu. Xin chào ông Vương, tôi là Minh Thư. À, mời Mỹ Ngọc ạ. Chị Mỹ Ngọc. Dạ. Mời em đặt câu với từ xiên sơn. Chỉ cơ ly rủ bà. Xin xin chỉ văn chú chào băng mắng mà. Tôi à. Chỉ vân khởi gì bằng mà khởi gì thế nào, hoặc là tôi có thể vào không, hoặc tôi có thể hỏi được không. Nào Trình Phương ạ. Trình Phương. Xin chào. Nhị tơ nhỉ khẩn theo liêng. Ok, khẩn hảo, mình tất nghĩa khẩn theo lên. Hoặc là ní hẳn xoài cũng được. Ngài rất là handsome ấy. Handsome. Mời Phương Thùy. Rồi, ok. Khai. Khai, âm Hán Việt là khai. Nghĩa tiếng Việt là mở. Hoặc là lái. Ví dụ là lái xe cũng dùng từ khai trưa. Khai múa thua trưa, hoặc là khai trưa là lái xe nhé. Lái xe ô tô ấy, khai trưa là lái xe ô tô này. Còn khai, ở đây có nghĩa là mở. Ví dụ khai mấn là mở cửa, quan mấn là đóng cửa. Khai mấn là khai môn này, quan mấn là quan môn là mở cửa này. Khai mấn này, quan mấn là đóng cửa. Thế còn khai trưa là lái xe. Khai trưa là lái xe. Khai trưa là lái xe. Khai mấn là cả lớp cân cân của Tú bảo. Khai. Khai. Rồi. Ai Khai mấn bảo. ai mẫn bạc Quan mẫn bà. mẫn bạc Rồi. Gì nhỉ? Ví dụ như là khi vào trước khi vào học hãy mở điện. À đây, mở điện các bạn đã biết chưa nhỉ? Bật điện ấy. Bật điện, mở điện này. Khai tiên.
Tiên là điện, khai là mở, khai tiên là bật điện. Bật điện. Đó. Còn quan tiên là tắt điện. Quan tiên là tắt điện. Nào, trước khi về hãy đóng tất cả các cửa này và tắt điện chờ mà xua. Nào mời Quang Minh. Của quay che quan tiền. Ủa, khối cha quan tiên. Tôi về nhà tắt điện à? Không. Vâng. Khối cha chư chiến chứ. Hoặc là trước khi về nhà hãy tắt điện. Chính chính quan tiện là hãy tắt điện. Em đọc lại nhé. Khối cha Khuấy che chư chỉnh chiến. quan tiền. Đúng rồi, khối cha chiến là trước khi về nhà. À, Chỉnh quan khuấy che tiện là, chiến chỉnh quan thiên. rồi là trước khi về nhà hãy tắt điện. Và mời Thúy Dương đặt câu với từ khai mẫn hoặc là quan mẫn hoặc khai tiên quan tiên nào. Thùy Dương. Thùy Dương say nào lâu. Trang Nguyễn ạ. Mời Trang Nguyễn ạ. Dạ. Mời em ạ. À, trước khi Em định của sau sang khi tiên tan học nè. Sau khi tan học hãy à đóng à điện này, đóng cửa. xa ban ý khẩu xa ban khẩu Sa pan là tan chỉnh ca, còn sa khở là tan học. xa khưa khẩu chỉnh Tắt điện. quan tiên Đúng rồi. quan mẫn. Rồi, chỉnh quan tiên, cửa quan mẫn mà hãy tắt điện và đóng cửa. Thế nào? Xin xin. Mời Bích Ngọc, mời chị Bích Ngọc ạ. Vâng ạ. Chị Bích Ngọc đặt câu đi ạ. Chị Bích Ngọc con đang nói chưa nhỉ? Sao em không nghe thấy gì nhỉ? Dạ chưa, chưa, đến chưa nghĩ ra cơ ạ. Thế thì chị hay bảo là hãy giúp tôi mở cửa hoặc là hãy mở cửa cho tôi. Cái ủa. Cái ủa. Cái của Khai mẫn hai bạc. hai mình ba Có nghĩa là hãy mở cửa cho tôi. Cái ủa khai mẫn bạc. Cái từ cẩy hôm trước, buổi hôm trước mình học ấy là A cẩy B cộng động từ ấy ạ. Là ở đây có nghĩa là nỉ cấy của khai mẫn bạn là bạn hãy mở cửa cho tôi nhé. Được chưa? Mời bạn Hương Anh ạ. quả sang nghỉ quan mẫn ba. Rồi, bạn sang thì khai mẫn vào. Okay, mời bạn Huyền Trang ạ. Nghỉ khoa mẫn ba. Nghỉ khai mẫn ba. Ok. Hoặc là bạn mở điện đi vào chỉnh chim chỉnh khai tiền là mời vào, mời bật điện. Hoặc là khai trưa. Chim chim thiên ủa khai trưa. Chi sang ban là hôm nay tôi lái xe đi làm. Xin thiên ủa khai trưa sang bạn. Khai trưa là lái xe. Trưa. Trưa có nghĩa là xe là ô tô đấy ạ. Trưa là xe, là ô tô. Khưa lơ chiều. Phụ nấng khai trưa là uống rượu rồi không thể lái xe. Chưa chữ là chiếc xe. Ủa khuẩy khai chưa là tôi biết lái xe.
Mời bạn Lily đặt câu với từ trưa nào. Ra mãi chưa nỉ nỉ sáng mãi y cưa chưa ma Y lèng, ý lèng y chưa? y y lẹ chưa ma Lèng. lèng Động từ của từ xe là lèng nhá. Đó, đó. Lèng đây này. Lèng chưa? Động từ của cái xe đấy. À, lo xe xin nhỉ? Mà bạn Minh ạ. Mời bạn Minh. Mời Minh Thư ạ. bà của phu chim bà của phu chim bà quán cha khả lơ chu trị Bả gì nhỉ? cô đọc lại vậy ạ. Ờ, em đọc lại nhé. Vâng, của phu chim bà quán cha Quán cha là gì? khả nhà ấy ạ. Chuyến xe à, chuyến xe Chuyển cha ờ cả lơ chu trị ờ kể chuyến xe tả lơ chu tả lơ chu ờ, trị tả lơ chu chi á, câu này nó chưa được em ạ, chưa đúng, nghĩa là em muốn đợi, em đang nói là bắt xe cho cả nhà đúng không? bố tôi lái xe cả nhà đi chơi ạ. À, lái xe cho cả nhà đi chơi hả? Vậy Vâng. thì là ủa ba bà khai chưa Ừ. kể chén cha truy oán hoặc là chu truy oán, chu truy cũng được, kể kể chén cha chu truy oán. À, rồi, xin xin nhỉ. Đây. Cha sử chưa chữ là cha sử chưa chữ là điều khiển xe. Cha chưa là lái xe, điều khiển xe. Cha chưa trông là bằng lái xe. Cha chưa là lái xe, còn cha chưa trông là lái bằng lái xe. Từ cha này cũng bằng với từ khai chưa, đây là lái xe, điều khiển xe. Cả lớp cân cân nổ tú vào. Cha sử chưa chữ. Cha chưa. Mời bạn Mỹ Ngọc đặt câu với từ cha chưa nào. Mời bạn Mỹ Ngọc ạ. Chỉnh Mỹ Ngọc. Mỹ Nói Ngọc. Ờ, chỉnh chỉnh xuống. Nào, dùng cha chưa chữ lại chỉ cái ly rú vào. chương trai quan cho quý cha à chúng ta Xin trái, xin trái. Ủa? Ở trai cha cha chưa chưa? Đúng không? Bây giờ quý tôi cha. đang lái xe. Xin trái ở trai cha chưa? Rồi. Hảo lắm, xin xin nhỉ. Quấy lái. Quấy lái âm Hán Việt là hồi lai. Quấy là hồi. Lái là lai. Khuấy lái là trở về. Nǐ khuấy lái tới sử hậu. Chào wǒ yì shēng. Nghĩa là khi tất cả những cái từ sau tơ bên chúng mình phải dịch trước nhé. Tất cả những danh từ sau tơ đều phải dịch trước. Khi bạn về. Chào wǒ yì shēng là gọi tôi một tiếng. Yì shēng là một tiếng. Nghĩa là nói cho tôi một tiếng ấy, hoặc là gọi cho tôi một tiếng để tôi biết. À. Khuấy lái nào, mời bạn Phương đặt ví dụ với từ khuấy lái ạ. Nỉ ba ba khỏe lái đâu. Rồi, nỉ ba bà khuấy lái lắm. Đúng rồi, rất tốt. Bố của bạn đã về rồi. À, chỉnh Phương Thùy. Wow, khỏe lại lơ.
Đúng rồi, ủa hồi lái là chỉ Minh Quang, Quang Minh. Quang Minh. À, của mình phải lái là Rồi, ủa mình khởi lái là mời bạn Trang Nguyễn ạ.我3月1号回家。我上月一号回家，如果tôi ngày 1 tháng 3 sẽ về nhà, hân hảo. Nhưng mà chưa phải dùng từ khối lái, đang dùng từ khối lái em ạ. À, Chưa khối lái là gì? Chưa我等khối lái.他回来。我等他回来很好，tôi đợi anh ta trở về. Ok, hân hảo, xin Phân chung. Phân chung chính là phút. Ví dụ như là tớ ngồi ý phân chung là đợi tôi 1 phút. Phân chung là từ chỉ như là số lượng phút ấy, còn từ phân là mốc mốc thời gian phút. Ví dụ như là 1 giờ 10 phút thì là chỉ có phân không thôi, nhưng mà khi mà đợi tôi vài phút hoặc là đợi tôi 10 phút thì lại phải là phân chung. Phân chung ý là chỉ là số lượng ấy, số lượng phút. Phân là phân này, chung chung tương từ đồng hồ ấy, chung kiểu là cái đồng hồ ấy, là phút này. Phân chung có nghĩa là phút nhá. Tớ ngủ chỉ phân chung nghĩa là chờ tôi vài phút, nghĩa là lúc này phút. Phân chung lại là lượng từ, là chỉ số lượng thời gian làm phút đấy, nghĩa là 10 phút, 1 phút hay là nhiều phút đó. Úa mã sang lái, tôi lập tức đến. Chờ tôi vài phút, tôi lập tức đến ngay. Mã sang là lập tức, lại immediately đấy, là ngay lập tức. Nào, nhìn mân con lùa tú bà. Phân chung. Tớ ngủ chỉ phân chung. Úa mã sang lái. Câu tiếp theo là mời bạn nào. Mời bạn là Ngọc Dung ạ. Tao cung sư của lơ sản phủ phân trung. Tôi khấn hảo. Mời chị Bích Ngọc ạ. Vâng ạ. Của xế xí khan ủy nơ tận của ủ phân trung. Tấn ủ phân chung. Tấn úa ủ phân chung. Đây là hai hai thành ba thành ba đi với Tấn nhau úa. Vâng ạ. nói tiếp nào. Hậu. Hậu ông Hán Việt là hậu có nghĩa là sau. Chiến có nghĩa là tiền, nghĩa là trước ạ. Tiền hậu, chiến hậu. Ví dụ là ủa ta chiến miên, hôm trước mình học là chiến miên hoặc là chiến thấu là đằng trước. Chiến hậu thấu hoặc là hậu miên là đằng sau á. Còn từ ở đây có nghĩa là sau này, hậu có nghĩa là sau này. Sử phân chung hậu nghĩa là sau 10 phút. Sử phân chung là 10 phút này. Hậu là sau 10 phút. Nghỉ phụ lái của chiêu trở và bạn không đến. Tôi đi nhé. Thì tôi đi nhé này. Sau 10 phút bạn không đến thì tôi đi nhé. Nào, câu này mời bạn Lily đặt ví dụ nào. Đặt mấy cái hâu với chén ạ. Ừ, đúng rồi. Hâu hoặc chiến đều được. Xiao xin hâu hâu miên dậu rắn. Tôi xẻo xin hôm nay nhiều đấn. Nhưng ở đây mình đang dùng từ không phải là đằng sau nữa. Mình đang dùng với từ có nghĩa là sau 10 phút hoặc sau bao nhiêu lâu ấy. Sau bao nhiêu lâu. Đây này, cộng với lệ mốc thời gian là số lượng thời gian này. Chờ đấy. Ví dụ như là 10 phút này. Hoặc là 1 tiếng này. Ý cửa xẻo xứ là 1 tiếng. Hoặc là 60 phút hoặc là 50 phút nào. Chờ mà xua. À đâu Hoặc là 1 ngày. Sau 1 ngày cũng được. Y thiên có đúng Y không ạ? thiên hâu. Y thiên hâu. Hâu phải đứng sau nhé. Hâu phải đứng sau số lượng thời gian ấy. Thời gian chỉ số lượng ấy.
Y Thiên Hâu của sang ban khối lái. Đúng rồi. Sau một ngày tôi sẽ đi. Sau một ngày đi làm tôi trở về. Thế thì lại không phải như thế, lại phải nói là sang ban y thiên hâu. Một ngày đi làm thì lại cái từ đi làm lại phải đứng trước cái từ y thiên cơ. Một ngày đi làm mà cái từ đây từ ghép mà. Sang ban y thiên hâu hoặc là cung chua y thiên hâu của chiều khuế lái. Sang ban y thiên hậu của truy quay lại. Ừ. Dùng từ cung chua y thiên hơn nó sẽ đúng hơn đấy. Còn sang ban thì mình không không nên dùng với lệ sang ban y thiên đâu. Nghĩa là một ngày làm việc là cung chua y thiên hậu. Một ngày làm việc sau một ngày làm việc của chiều khuế lái tôi sẽ về nhà. Của chiều khuế che. Chiều về dạ. Ừ. Em cảm ơn cô. Ok. Mời mời Hà Bích Ngọc ạ. Đúng trưa hậu, tôi chỉ đạo đi học校. Ok, h很好. À, mời Hương Anh ạ. Chỉ phân chung khâu của chưa mỹ phan. Ok, h很好. Xin chào. Danh từ riêng Trang. Trang là họ Trương ấy. Trang là Trương. Trang Xuyên Sơn là Trương Tiên Sinh. Bộ trang này gồm có chữ trong chữ trang có bộ cung này. Bộ cung là cung tên ấy. Trang này là cung tên này. Đằng sau là bộ trưởng. Bộ trường là dài, là tráng. Trường thành ấy. Tráng là dài. Chữ y. Y phu là y phục hay gọi là quần áo ấy. Y phu là quần áo. Ý chiên y phu. Ý phu là đi với lại lượng từ chiên. Ý chiên y phu là một bộ quần áo này. Phú choàng tiên là cửa hàng quần áo. Mời Minh Thư đặt ví dụ với từ y phu nào. Minh Thư. Em đây ạ. Mời em đặt câu với từ y phu. Tôi muốn mua một bộ quần áo chấm xua. Của Bố sáng mãi. Bố sáng mãi mãi. của sống mãi Một bộ quần áo. của sống mãi y thao Y y thiên. phú. Y thiên. Y chen y phú. Y phục. Y phục. Y phục. Ok, nào. Mời Huyền Trang ạ. Của chi sang tiên mãi y phu. Ok, hẳn hảo. Mời Mỹ Ngọc. Mời Mỹ Ngọc. Mời Quang Minh. Xin Quang Minh.我去服装店服装店。买啊，服装店买衣服。OK，很好。Rồi. Nào mời bạn Trang nào, đọc cho cô ví dụ vật dịch nào. Trang Nguyễn.我明年开一个服装店，卖广州衣服。Nghĩa là gì À, ạ? năm tới tôi mở một cửa hàng quần áo bán à, một cửa hàng bán quần áo ở Quảng Châu. Bán quần áo Quảng Châu nghĩa là đồ đồ xuất xứ từ Quảng Châu ấy. Là quần áo À, Quảng Châu. Ừ. bán quần áo Quảng Châu. Đúng rồi. Vẫn hảo. Nghĩa là mình nhiến là sang năm. Khai. Khai là mở này. Bỏ qua cái từ ý trên ý cơ này đi. Là phú trang tiền là mở một cửa hàng quần áo. Khai là mở này. Là trong từ khai trương ấy. Khai trang ấy. Mở một cửa hàng quần áo này. Xong rồi dừng lại này. Mãi là bán quần áo Quảng Châu. Rất tốt. Rồi. Bạn Trang Nguyễn có đặt luôn được ví dụ không? Dạ, cô ơi, em không nghe rõ.
Em đặt luôn một ví dụ với từ y phu hoặc là phố trang tiên. chưa xem y phục hẩn quay tôi không muốn mua Ok, hẳn quay à? Hay là hẳn phu hảo khan đúng không? Hẳn quay ý là rất là kỳ đúng không? Kỳ cục đúng không? Em đang dùng từ đấy đúng không? ý em là đắt đi ạ. À, Quay quê. quay là đắt Vậy là quay quê. Ờ, đúng rồi. quay Chơi chiên đi phu hẳn quê. Ủa xéo mãi. À, ủa bố xéo mãi lơ đúng không? Tôi không muốn mua nữa. lại lại Này, theo lèng. Theo lèng là phiếu lượng, nghĩa là đẹp ạ. À? Ní khẩn theo lên là bạn rất là xinh. Là mời bạn Phương đọc ví dụ cho cô nào. Phương. Nỉ đơ y phu thưa Thừa phía. phía thưa phía phèo liêng Nghĩ là gì ạ? quần áo của bạn đặc biệt đẹp Đúng rồi, đặc biệt đẹp cũng như là vô cùng đẹp ạ. vô cùng đẹp Em đặt ví dụ với từ theo lên nhá. của mama thật phèo liêng Khéo lẻo. liêng. Đúng rồi, khéo lẻo. Rất tốt. Mời Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc chưa về đúng không? Mời Dạ. Ngọc Dung ạ. À. Mỹ Ngọc về rồi, mời em nào. Đặt câu với từ khéo lẻo. Khéo lẻo. Chưa tàu hoa khẩn phèo lạc. Ok, hẳn hảo. Rồi. Bông hoa này rất xinh đúng không? A là trợ từ ngữ khí biểu thị sự ngạc nhiên, ví dụ á, ví dụ như là chưa mơ quê à, á chưa mơ quê à, xong rồi là hoặc là à chỉ ra là vậy à hoặc là ấy. Thì đây chính là cái từ biểu thị ngữ khí ngạc nhiên nhé. Sảo, sảo là ít trái, nghĩa là tua. Tua, phụ sảo là không ít, có nghĩa là nhiều ấy. Phụ sảo rất sĩ hoan cho chủ tờ chi nén múa múa thượng là không ít người thích cái mốt ấy, hoặc là style ấy, của năm nay. Style của năm nay này, cho chủng là loại này, chủng là loại, chủng lây là loại này ấy. Chi nén là năm nay. Chưa? Cả lớp cũng đọc cân lão sư gì tú vào. A sảo tua phụ sảo rất sĩ hoan cho chủng chi nén múa thượng. Phụ sở rất sĩ quan cho chủ chi nhận một Ở múa thượng là màu đen ấy. Cho xia là những cái này, na xia là những cái kia, ý y xia là một vài, zử có nghĩa là đây này, zử bằng với từ cho ấy là đây này, zử này. Mời bạn Hương Anh đọc cái câu ví dụ này ạ. chưa xưa y phu của trai xin khai tơ phú choàng biên mãi tơ Mời nghĩ là gì ạ? những quần áo này tôi mua ở một cửa hàng quần áo mới mở. Tươi, hẳn hảo. Rất tốt. Tâu, tâu có nghĩa là đều. Ví dụ như là chúng tôi đều là lưu học sinh. Ủa mân, tâu sự liếu xuế sông. Và bây giờ, chúng tôi đều là bác sĩ giả mơ sô huyền trang. Của mình tâu sư Bác sĩ, y. y sinh Tươi, hẳn hảo. Chúng tôi đều là giáo viên trả mơ sô Lily. của mình tâu sư lão sư. Rồi, hẳn hảo. Chúng tôi đều là người nước ngoài trả mơ sô Minh Thư ạ. Em đây ạ, lấy ví dụ câu nào không? Chúng tôi đều là người nước ngoài. Chúng tôi đến ngoài Của mình ủa mình tâu sự
都是外王国平的人，外国人，外国人，外国人là người nước ngoài nhé. vào Ngoài là ngoài, của là nước, vẫn là người. Hết rồi. Vậy thì các bạn về nhà học thuộc từ mới nhé. Học thuộc và viết từ mới. Làm bài tập. Sau cô kiểm tra nhé, để có cho cô chữa nhé. Hảo lắm. Nào ở mân, xa khớp à? Chúc nhỉ mất. Chào sư, chào chuyện. Chào chuyện. Nhỉ mất, chào chuyện. Chào chuyện, lão sư. Chào chuyện.